Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Một buổi sáng với thông tin tích cực từ chương trình sẽ làm cho ly cà phê của quý vị thêm phần thú vị, đúng không Hằng My và quý vị? Vâng, đúng như vậy đấy Mỹ Duyên ạ. Thông tin đó chính là diễn biến giá thế giới và giá nhập khẩu xăng dầu trong gần 10 ngày qua cho thấy là giá xăng dầu trong nước sẽ có lần giảm thứ 5 liên tiếp vào ngày hôm nay, ngày 11 tháng 8. Theo đó, mức giảm ước khoảng từ 1.000 đến 2.000 đồng một lít đưa giá xăng về mức 23.000 đồng một lít, giá dầu về ngưỡng 22.000 đồng một lít. Tuy nhiên, các tính toán này chưa bao gồm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã có 20 lần điều chỉnh, trong đó 13 lần tăng và 7 lần giảm. Liên quan kỳ điều chỉnh giá này, thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chì theo Nghị định 51 vừa được Chính phủ ban hành sẽ giảm từ 20% xuống 10%. Tuy nhiên, theo phân tích từ các chuyên gia thì việc giảm thuế nhập khẩu này không có tác động mấy đến giá trong nước. Lý do hiện các thị trường nhập khẩu xăng dầu thành phẩm chủ yếu của Việt Nam là từ các nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc với mức thuế xuất nhập khẩu xăng ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do là 8%. Trên thực tế, năm 2021, nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam từ các thị trường có ký kết FTA chiếm đến 99,7%. Thưa quý vị, với một tỉnh nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao như Bình Phước thì hội thi dành cho những người nông dân là một sân chơi vô cùng bổ ích và thú vị. Và hội thi nhà nông đua tài năm 2022 vừa được Hội Nông dân tỉnh Bình Phước tổ chức vào ngày hôm qua. Hội thi năm nay có sự tham gia của 11 đội đến từ Hội Nông dân của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Và ngoài các phần thi tuyên truyền về pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thì các đội dự thi cũng đã chủ tài kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao, cũng như bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản, hàng hóa của nông dân trong giai đoạn hiện nay. Tham gia hội thi, các đội tranh tài ở 3 phần thi chính là lời chào nhà nông, nghe nông dân nói, kiến thức nhà nông. Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh được nâng cao hiểu biết chính sách pháp luật trong phong trào nông dân, tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng hội nông dân ngày càng phát triển vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Hội Nông dân huyện Lộc Ninh, giải nhì cho Hội Nông dân huyện Trơn Thành và giải ba cho Hội Nông dân huyện Hớn Quản. Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Trong những năm qua, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, các cấp bộ đoàn huyện Hớn Quản đã làm tốt công tác an sinh xã hội. Màu áo thanh niên đã có mặt trên từng nẻo đường, dưới từng mái nhà để kết nối những yêu thương. Nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ Hớn Quản đã gặt hái được con số ấn tượng về chỉ tiêu xây nhà tình thương với tỷ lệ đạt 161% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đó là cả hành trình nỗ lực không ngừng của những trái tim tình nguyện, kết nối những điều lớn lao và nhỏ bé, kết nối những trái tim cùng chung nhịp đập. Chỉ trong một thời gian ngắn, căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi cả cha lẫn mẹ của 4 anh em Điểu Gia Hào, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thanh An, xã Thanh An. Bơ vơ, côi cút, thiếu thốn, bốn anh em Hào về sống với bà nội trong căn chòi tạm vách lá. Thương hoàn cảnh năm bà cháu, xã đoàn Thanh An và chính quyền địa phương đã vận động được 80 triệu đồng xây tặng bà cháu Hào căn nhà. Đây là một trong 4 căn nhà khăn quàng đỏ được hội đồng đội huyện Hớn Quản vận động trao tặng cho đội viên khó khăn. Trước đây bà cháu rất là khó khăn. Từ khi được xây nhà mới thì cuộc sống của bà cháu đỡ vất vả hơn. Gia đình không biết nói gì hơn, rất là cảm ơn. An tâm hơn trong những đêm mưa bất chợt khi đi cạo mũ thuê xa nhà là chia sẻ của anh Điểu Vinh ở ấp Tằng Hách, xã An Phú khi có ngôi nhà mới. Căn nhà thanh niên này do huyện đoàn Hớn Quản và xã đoàn An Phú vận động hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng. Căn nhà là một giấc mơ, bởi từ khi cưới nhau đã 14 năm, vợ chồng anh Vinh cùng 4 con nhỏ chỉ sống trong ngôi nhà bằng tôn, vỏn vẹn 15m². Trong khi anh Vinh sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên, nhà ít đất sản xuất, lo cái ăn đã khó nên không dám nghĩ đến việc xây nhà. Tôi trước ở nhà cũ thì có dài mưa, như là mưa giọt á, như ba cho hở thì mùa lạnh thì nó lạnh lắm, còn mùa nắng thì nó nóng như lửa đốt luôn á.
Giờ cũng nhờ mấy đoàn giúp đỡ được cái mấy nhà thì cũng được êm ấm gia đình để cho con cháu nó được sung túc, đỡ mùa đông nó lạnh giá rét á. Bây giờ ở nhà mới thì mình cũng yên tâm hơn cho mấy nhỏ, nó đỡ mưa gió rồi yên tâm cho nó ngủ, thì mình cũng đi làm mình được yên tâm hơn cho tụi nhỏ. Đây là hai trong số 23 căn nhà nhân ái, nhà thanh niên, nhà khăn quàng đỏ trị giá gần 2 tỷ đồng được huyện đoàn Hớn Quản vận động trao tặng trong nhiệm kỳ 2017-2022. Kế thừa thành quả đó, trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, huyện đoàn Hớn Quản đề ra chỉ tiêu vận động xây dựng mỗi năm 2 căn nhà cho đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Huyện đoàn đã tiến hành khảo sát cũng như là nắm chắc cái tình hình của gia cảnh của thanh niên. Từ đó thì có cái phương án xây dựng nhà phù hợp, đặc biệt là có sự chung tay giữa các cái nguồn lực vận động của chính quyền địa phương và sự đối ứng của gia đình thanh niên cũng như thân nhân của họ. Qua sự chung tay giúp sức đó của các bên thì huyện đoàn đã triển khai được các cái căn nhà và đã đem lại được những cái thành tựu nổi bật. Việc xây dựng được các cái căn nhà thanh niên, nhà khăn quàng đỏ và nhà nhân ái thì đã góp phần chung tay với chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hớn Quản. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Tấm lòng của những trái tim tình nguyện của màu áo thiên thanh. Họ đã sống cho thanh xuân rực rỡ, cho khát vọng sẻ chia, góp phần sớt chia phần nào khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn, để chắp cánh cho những ước mơ bay xa hơn nữa trên hành trình vì ngày mai. Thưa quý vị, những ngôi nhà mà thanh niên huyện Hớn Quản thực hiện được thật ý nghĩa. Họ đã hiện thực hóa ước mơ của những người còn khó khăn. Đó là có một mái ấm thực sự, không chỉ che nắng, che mưa, mà còn là một mái nhà ấm áp nghĩa tình đồng bào. Thưa quý vị, ngày hôm nay giá xăng dầu sẽ giảm lần thứ 7 sau 13 lần tăng giá tính từ đầu năm đến nay. Dự báo giá xăng sau khi đã trích từ quỹ bình ổn giá sẽ giảm còn khoảng 21.000 đồng một lít. Như vậy là so với trung tuần tháng 6 thì giá xăng đã giảm khoảng 12.000 đồng. Vâng, giá xăng giảm khiến gánh nặng chi tiêu của người tiêu dùng cho mặt hàng này được nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, có một thực tế là khi giá xăng tăng thì đồng loạt các mặt hàng ăn theo cũng tăng. Nhưng khi giá xăng giảm thì các mặt hàng thực phẩm thiết yếu lại chưa thấy giảm đồng loạt mà chỉ một vài mặt hàng giảm, còn lại vẫn đứng im bất động. Tại các siêu thị, nhiều loại dầu ăn cũng đã giảm giá. Cụ thể là dầu ăn Mezan giảm từ 59.900 đồng một lít xuống còn 51.300 đồng một lít. Dầu ăn Neptune Light giảm từ 72.000 đồng một lít xuống còn 62.300 đồng một lít. Bên cạnh rất ít mặt hàng giảm giá thì nhiều mặt hàng vẫn giữ nguyên giá, thậm chí tăng giá như giá thịt heo liên tục tăng, có nơi chạm ngưỡng 70.000 đồng 1kg heo hơi, thịt bò 250.000 đồng 1kg. Giá rau củ như cà chua đã tăng lên mức 35.000 đồng 1kg, các loại rau xanh vẫn giữ nguyên giá. Thưa quý vị, đợt điều chỉnh xăng dầu lần này sẽ đưa giá xăng dầu về mức thấp hơn thời điểm tháng 1 năm nay. Nhưng liệu giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có trở lại mức giá như đầu năm hay không? Vâng, thưa quý vị, đây cũng chính là câu hỏi của nhiều người tiêu dùng. Bởi mặc cho giá xăng dầu liên tục giảm, thì giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lại dễ lên khó xuống, khiến cho nhiều người lao động khó khăn trong việc cân đối các khoản chi tiêu trong gia đình. Có thể thấy rõ nhất là giá thịt heo vẫn đang tăng, mặc dù chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, cung cầu thịt heo trên thị trường để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, nguồn cung thịt heo, thức ăn chăn nuôi và bình ổn giá theo quy định, kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt heo qua biên giới. Cùng với đó thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết cũng đang chủ động cập nhật thông tin diễn biến thị trường, nắm sát nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước để chỉ đạo sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường.
Thưa quý vị, giá thịt heo tăng là do nguồn thức ăn tăng, thức ăn chăn nuôi tăng là do nguồn nguyên liệu tăng. Nguồn nguyên liệu tăng một phần lớn là do chi phí vận chuyển tăng. Nhưng hiện tại chi phí vận chuyển hay nói cách khác là xăng dầu đều đã giảm. Vậy khi nào thì giá thịt heo giảm? Vâng, thưa quý vị, câu hỏi này không chỉ dành cho mặt hàng thiết yếu thịt heo mà còn cho nhiều mặt hàng khác nữa. Bởi giá xăng liên tục giảm đã hơn một tháng, người tiêu dùng rất mong chờ các mặt hàng giảm theo để bài toán chi tiêu trong gia đình sẽ dễ dàng hơn. Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cùng ra soát kiểm soát giá hàng hóa dịch vụ, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ và tăng giá bất hợp lý. Bộ Công Thương cũng đã có chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra, giám sát các tổ chức cá nhân lợi dụng biến động về cung cầu, giá cả hàng hóa để thu lợi bất chính, kịp thời tổng hợp báo cáo về biến động của thị trường hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng và trang thiết bị y tế, qua đó có những đề xuất cụ thể về kiểm soát và bình ổn giá. Tuy nhiên, để thực phẩm giảm giá đồng bộ với giá xăng dầu thì đòi hỏi ngành chức năng phải nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm soát thị trường, các đầu mối cung ứng thực phẩm, nhà sản xuất để người dân sớm được chi tiêu đúng với mức giá trị sản phẩm làm ra. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 213 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai đề án quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ công chức viên chức giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương đã có những cách làm hay, linh hoạt, hiệu quả. Và cách làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trơn Thành là một cách làm sáng tạo. Hội đã liên kết với các trung tâm ngoại ngữ có chính sách giảm học phí, thu hút người học, từ đó đem lại nhiều cơ hội cho người học. Hiện nay, trong thời đại công nghiệp 4.0, ngoại ngữ giúp con người mở cửa bước ra thế giới để mở rộng tầm nhìn, nâng cao tư duy, giao tiếp, trao đổi và khám phá. Trong các ngoại ngữ, tiếng Anh là môn ngữ chính thức của gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, là ngôn ngữ thứ hai của gần 100 quốc gia và ngôn ngữ chung của hơn 400 triệu người trên thế giới. Ở hầu hết các cuộc gặp gỡ, các diễn đàn và trao đổi công việc, kiến thức, kinh nghiệm trên thế giới đều dùng ngôn ngữ tiếng Anh để làm cầu nối. Mặt khác, theo cuộc khảo sát cho thấy, những người biết song ngữ thường tự tin, cởi mở, thích học hỏi hơn. Điều này là cần thiết để thành công trong môi trường làm việc quốc tế đang ngày càng mở rộng và giúp ta sẽ cảm thấy dễ thích nghi hơn trong một thế giới luôn thay đổi. Chính vì thế, kế hoạch số 213 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước triển khai đề án quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đã nhận được sự đồng thuận rất cao. Bản thân là một công chức cấp huyện và cũng là làm trong ngành giáo dục, thì tôi cảm thấy rất là tâm đắc. Và hoàn toàn ủng hộ và bản thân cũng sẽ cố gắng nỗ lực để tham gia các cái chương trình tiếng Anh và theo như cái đề án mà đã đưa ra. Và đặc biệt thì đối với đội ngũ công chức viên chức thì cái tiếng Anh để sử dụng trong giao tiếp hoặc là sử dụng trong cái tin học của mình, đây là một cái chỉ đạo hoàn toàn là chính xác và đúng đắn. Đất nước ngày càng hội nhập sâu, ngoại ngữ càng đóng vai trò quan trọng. Ngoài trình độ chuyên môn, ngoại ngữ là điều kiện cần và đủ để cán bộ công chức viên chức chủ động hơn trong công việc. Do đó, hưởng ứng kế hoạch học ngoại ngữ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, đa phần cán bộ công chức viên chức đều đã sẵn sàng cho việc nâng cao năng lực học ngoại ngữ. Sắp tới đây là cán bộ công nhân dân viên chức là phải là biết tiếng Anh và nói tiếng Anh. Thì trong quá trình đó thì bây giờ hiện tại thì chắc là sắp tới chứ không phải là cùng với chị em trong cơ quan thì cũng đã đồng hành là học tiếng Anh, nói là cũng sẽ cùng nhau học trực tiếp trung tâm Anh ngữ. Thấy học như thế này có tiếp thu hơn thì cũng sẽ tìm kiếm thêm là lên mạng học hỏi thêm internet qua các trang xã hội. Để tạo điều kiện cho viên chức cán bộ hội được tham gia học ngoại ngữ một cách bài bản, hiệu quả với kinh phí hợp lý, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trân Thành đã liên kết với một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn để triển khai việc học ngoại ngữ theo phương châm, hai bên cùng có lợi. Trước mắt, con em cán bộ hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tạo điều kiện học ngoại ngữ miễn phí. Còn với viên chức cán bộ huyện hội, phương thức đào tạo sẽ theo hướng miễn giảm hoặc hỗ trợ một phần học phí. Cái chủ trương của Ủy ban tỉnh là rất là chính đáng, rất là hoan nghênh cái chủ trương này. Và về phía Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ thì chúng tôi sẽ lên cái kế hoạch tổ chức các lớp học cho các cái cán bộ địa phương Trân Thành này, các lớp học vào buổi tối vào ngày thứ bảy chủ nhật. Lý do là vì các anh chị đã bận công việc ban ngày đi làm rồi,
Và cái điều đó là tôi thấy là hoàn toàn chính đáng thôi. Thì chắc chắn là sắp tới trung tâm sẽ lên kế hoạch cụ thể vào các ngày giờ và cái hỗ trợ cho các chị em, đặc biệt là chị em bên Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện Trân Thành sẽ có một chế độ ưu đãi đặc biệt để cho các chị tiếp cận với cái chương trình học tiếng Anh của trung tâm. Sắp tới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước cũng được tỉnh giao nhiệm vụ liên kết với các cơ sở đào tạo ngoại ngữ có năng lực trong và ngoài nước để tạo điều kiện cho cán bộ viên chức công chức trong tỉnh tiếp cận với tiêu chuẩn ngoại ngữ chất lượng hơn. Chính vì thế, cách làm sáng tạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trân Thành là mô hình mà các địa phương khác có thể tham khảo nhằm tạo ra động lực để toàn xã hội hưởng ứng phong trào học và sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Đến đây thì thời lượng dành cho Cà phê sáng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.